em không thích gì người đàn ông. Đừng có bị hôi lát nha anh. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi đi bạn. Rồi, chào cả nhà, bạn muốn hẹn hò. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về sở yếu lý lịch trích ngang. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người. Mình tên là Thắng, đến từ Hải Dương. Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thắng. Hiện tại là đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn và mua bán bất động sản. Bạn làm việc ở đâu? Hiện tại là em làm việc ở quận Bình Thạnh, quận 2 và quận 4. Bạn Thắng bao nhiêu tuổi rồi? Thắng hiện tại là 29 tuổi ạ. Rồi, mời bạn đó giới thiệu đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và bạn trai bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Tống Thị Mỹ Phương, năm nay 27 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy vẽ ạ. Hiện giờ mình đang dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở trường mầm non á chị. Wow. Ủa, dạy người lớn vẽ được không em? Dạ được anh. Bữa nay đem lên vẽ hình anh Quyền Linh đẹp quá trời luôn nè. Có không? Có. Giống anh Quyền Linh quá trời luôn hả? Giống không? Để hỏi anh coi hả? Nha. Dạ. Cái này anh Quyền Linh lúc 18 năm gì? Ủa luôn, nó nốt ảnh 18 tuổi luôn quý vị. Đây, bạch mã hoàng tử của cô ấy. Bí chú ở dưới anh Quyền Linh lúc 18 tuổi. Dạ. Mà phải nhắm mắt mới giống, mở mắt ra là không giống. Vậy mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khoảng 3 mối tình rồi chị. Ủa sao khoảng 3 mối tình? Sao? Tại vì em xác nhận thương thì em mới quen là được 3 mối tình. Còn những mối tình khác thì một phía này không tính. À, có quen mà không có thương á đúng không? Dạ, với lại chắc cũng không có duyên nợ nữa. Mà những cái người đó là có giống như trong cái hình này không? Dạ không. Rồi vậy là cái hình này là cái mẫu này em mới đặt ra hay sao? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng hơn 1m65. Rồi, có luôn, bên này cao hơn 1m65. Mắt thì có thể một mí được nhưng mà miệng thì đừng có hôn. Đúng rồi, ở đây vẽ cái miệng móm nè quý vị thấy không? Cái môi trên mỏng dánh nè, miệng móm. Vui vẻ. Bên này quá vui, cười từ nãy giờ luôn, yên tâm. Phải biết cách kiềm chế lại cái cơn giận của mình. Ví dụ như em nóng thì người đó phải điềm lại, chứ mà hai người cũng nóng thì không được. Em trai ơi, thấy mình được nhiêu phần trăm trong cái chuẩn cổ đặt ra? Em thấy chắc được 80 đó, trên 80 đó chị ơi. 80? Không? Dạ vâng. Bên kia đã trải qua 3 mối tình, cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Còn anh trải qua mấy mối tình rồi? Tại vì Thắng cũng giống như vậy luôn. Nhưng tại sao mình phải chia tay những mối tình đó? Rất là đơn giản, tại vì bạn gái mình thay đổi. Mình nghĩ trong thời gian sinh viên rất là lâu, gần 4 năm cái môi trường đi làm nó thay đổi. Nên là bạn gái lại thay đổi. Thay đổi theo. Dạ vâng. Nên lúc đó là hai người không còn tiếng nói chung nữa. Bạn gái thay đổi mình cũng phải theo bạn gái luôn chứ. Không theo được hả? Đúng rồi, chứ là không theo đổi đó. À vậy à. Thôi bỏ vụ bạn gái cũ đi. Mình tính chuyện mới đi. Hồi bên kia đã đưa ra cái tiêu chí rồi. Bạn đưa ra tiêu chí luôn đi, mình chọn lựa người yêu thế nào? Đặc biệt là Thắng thích người nhỏ con thôi. Nhỏ con hả? Bự thì con thích hả? Thương hiện tại đang dạy vẽ thì rất là hợp. Tại vì Thắng cũng có một cái đam mê riêng đó là về chụp ảnh, nhiếp ảnh. Ồ, vậy hả? Rồi. Về nhà người chụp người vẽ thôi là ngon rồi. Để tôi qua tôi coi nha. Ồ, chào chị. Từ từ để tôi coi cái đã, khoan nói chuyện. Nhanh, để cái tay lên vậy coi. Che con mắt lại, che con mắt bên đây lại. Đó, bên đây nè, che bên đây lại, rồi. Bịt con mắt bên phải, giống bầm con vậy? Mắt bên trái hả? Nè, tự nhìn đi, mình giống không? Giống nhau không? Cũng giống chứ bộ. Bên kia môi trẻ, bên này chưa trẻ, về trẻ rồi. Mà sao dễ chịu vậy, thích con gái nhỏ nhắn. Nhưng mà mình cũng phải có đặt ra một cái chuẩn cái mặt đó. Mình hình dung, mình ngủ, mình cũng phải nghĩ cái đối tượng sau này mình lấy làm vợ, cái mặt phải như thế nào. Thí dụ chứ, cụ thể một cái người nào đó, anh tưởng tượng. Thắng thích một cái mẫu người mà gọi là rất là giống như là rất là giản dị thôi. Tóc có thể là xõa hoặc tóc dài, hoặc không có màu đen tự nhiên thôi. Không uống, không nhượng. Dạ vâng. Có thể duỗi tóc kéo thẳng thì được, ok, rất là đẹp. Thắng không thích những người nào đó mà tóc có gì đó mà nó cong tít lên. Tóc không cong tít. Trang điểm này thì không nên quá đậm, thì Thắng không thích trang điểm quá đậm kia đó. Sáng nay tôi làm có đậm không mọi người? Vậy là đậm hay là không có đậm đâu, cũng hơi quá đậm thôi. Rồi gì nữa không bạn? Thắng có thích người yêu trẻ con, nếu mà bạn đang làm việc trong môi trường dạy vẽ cho trẻ em ở trường mẫu giáo thì hoặc là trường cấp 1 thì Thắng rất là thích. Thì bây giờ bao lâu mình cưới? Mùa cưới năm sau thì chúng ta sẽ lên một cái gì đó giống như là lên xe hoa. Rồi mình chuẩn bị gì chưa mà là lên xe bông?
Thắng có thể chuẩn bị được một ngôi nhà nhỏ rồi, chúng ta lên về cùng với nhau. Có luôn rồi, có ngôi nhà nhỏ luôn. Hiện rồi tại thì chưa, nhưng mà sau một năm nữa thì cũng chắc là không dễ thôi, không có khó. Là mình định định cư ở trong thành phố luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi như vậy là tốt rồi, cảm ơn nha. Được rồi, được rồi. Trời ơi, y chang luôn, y hệt vậy luôn đó em. Mai nó phỏng vấn hồi tôi lo quá, sợ anh rớt phỏng vấn á. Bây giờ mình qua xem đàn gái coi sao nha. Hello, trời ơi, nhỏ chút xíu luôn. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ủa gì vậy? Bữa nay khán giả có cái vụ gì vui vui nha. Gì vui vui ta? Em không thích gì ở người đàn ông? Nóng tính anh. Trai có nóng tính không vậy? Dạ, bình thường thì tao rất là vui vẻ mà không có nóng tính đâu. Không có nóng, thấy bên kia phóng khoáng lắm. Không có nóng đâu. Rồi không thích gì nữa? Đừng có bị hôi nách nha anh. Cái đó là gọi cái bệnh tâm sinh lý của người ta. Thôi mà người ta không có thích. Rồi lỡ người ta có rồi sao? Ví dụ em yêu người đó quá nè, người đó cũng thương em quá, nhưng mà lỡ cái đó có thể khắc phục được mà. Chữa được thì được anh. Ừ. Nhưng mà mới vô thấy hôi rồi sao yêu? Thì từ từ yêu trước rồi sửa, chữa sao? Cái này nhiều người cũng có chứ bộ. Không lẽ giờ em yêu lại mà... Đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Đừng có bị hô. Không có hô, anh không có hô. Dạ. À, anh nhọn thôi, mỏ nhọn. Sống mũi cao là được anh. Rồi có cao luôn. Gì nữa? Dạ đủ rồi. Dư đó đủ rồi hả? Chắc cũng yêu cầu dữ rồi. Nhưng mà để anh nghe vụ này cái ha. Coi chừng anh tự nghe chính anh là chết luôn á. Anh thường không có gì hết. Hình anh nghe chưa? Rồi em nghe rõ rồi. Đáp ứng nhu cầu được chưa? Được anh. Được rồi. Vậy khỏe rồi. Không có gì hết phải không? Không. Đã có rồi. Gì hết á. Rồi ok. Nói chung được. Là không gian khí bây giờ hiện nay nó trong lành. Môi trường đang tốt. Rồi hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ có chị. À mình đi với ai? Mình em hỏi đi với em gái em ngồi bên kia. Em gái giật mình. Dạ, đang ngồi suy nghĩ gì? Rồi. Em chào Quyền Linh. Thấy anh trai anh rể tương lai thế nào? Dạ thì nhìn ảnh cũng nghiêm túc, thư sinh. Có hôi không? Hồi sao không ngửi được. Em chịu rồi đúng không? Rồi, quan trọng là đó, em gái chịu rồi, quan trọng là chị thôi. Anh trai có đi với ai không? Dạ em có đi với hai đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào, chào chị ạ. Em thấy cái đối tượng bên kia có hợp với anh Thắng không? Dạ được, chị nhỏ nhắn xinh xắn. Bình thường ảnh có ở dơ không em? Dạ không, ảnh rất là kỹ tính, sạch sẽ nè chị. Ảnh rất là nghiêm túc. Lúc này em bán đất được không? Dạ được. Bán đất được thì có khả năng mua đất. Nhưng mà khách quan này bạn thấy cặp này cái sự thích ứng với nhau được khoảng bao nhiêu? Dạ được, em thấy hai anh chị khoảng được 80%. Nên hai anh chị cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn. Rồi, em cảm nhiều. Ơn cả nhà. Em tự tìm hiểu nha em. Mọi thứ là thấy chị thấy ổn hết rồi đó. Rồi, kéo màn lên. Bắt đầu. Ồ, xin chào. Chắc cho ảnh tiến tới gần gần chút để người ta kiểm tra đi. Ok. Ôi chào em. Thắng. Ừ. Chuẩn bị tối hôm qua dễ quên. À thì mình có một món quà nhỏ tặng bạn nhân lịch làm quen. Chúng ta rất có duyên với nhau khi mà. Rồi đứng đó luôn, đứng đó luôn. Tới đến đây. Thắng đứng đó luôn, Thắng đứng đó luôn, Thắng đứng đó. Đứng đó yên, yên đó. Rồi kiểm tra đi em. Rồi em kiểm tra đi em. Để họ em đổ thừa anh. Để yêu nhầm rồi đổ thừa nữa. Ừ. Có không khí có thay đổi gì không? Hả? Dạ không anh. Không đúng không? Được chưa? Rồi cơ bản ổn. Về chỗ ngồi. Mày có gì mai mốt không có đổ thừa nha. Đổ thừa nha. Ok chào em. Dạ chào anh. Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em là rất là xinh xắn. Dạ cảm ơn anh. Dạ thương. Em thấy anh cũng chững chạc, cũng nam tính đàn ông. Ông đàn ông hả? Cái hình vẽ mà em đang tưởng tượng anh thấy cũng thấy rất là nghệ thuật luôn. Hình như cái hình vẽ đấy dành cho một người đàn ông đang mặc một cái chiếc áo len phải không em? Dạ. Cổ rất là dài. Dạ. Như anh mặc cái áo như vậy có hợp không? Dạ chắc hợp. Ta vô chuyện tình yêu mới áo quần đen chí. Quan niệm về vấn đề tình yêu của anh là sao? Anh quan điểm khi mà mình đã đến hôn nhân thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ. Ví dụ giả sử như anh có thể hỗ trợ em cái việc là mình chuẩn bị bài để dạy cho các bé trong ngày mai chẳng hạn, hoặc là trong tuần. Em thì có thể hỗ trợ cho anh công việc về
cái mặt tâm lý như gia đình, con cái để cho anh có thể yên tâm để công tác, yên tâm để thể bán được nhiều đất, bán được nhiều nhà vậy ạ. Dạ. Thật sự nhà em thích kinh doanh đó, thì rất là tốt. Em thích kinh doanh lắm anh, em đi dạy nhưng mà em cũng có kinh doanh nữa. Ồ, tuyệt vời. Có vốn không? Bơm cho em thêm, em đi lấy hàng. Hàng thời trang thì vốn nó nhỏ lắm, không có nó kể đâu, chắc là khoảng 100 triệu được không? Dạ cũng được anh. Rồi bây giờ nói vô chuyện tình yêu một cái đi nè. Khi nào thì có thể kết hôn được anh? Theo kế hoạch của anh là sẽ khoảng tháng 10 đến tháng 12 2017. Xong rồi tiền bạc sau khi cưới nhau ai giữ? Tất cả mọi thứ sẽ giao cho em giữ. Rồi kế hoạch làm ăn kinh tế sau khi hai vợ chồng lấy nhau? Thì hiện tại là mấy bạn em đang khởi nghiệp về kinh doanh bất động sản. Bạn gái ở đây thì có thể là vẫn đi dạy học, là vẫn kinh doanh rất là tốt. Đặc biệt là giả sử như có rất nhiều khách hàng của em mà có nhiều tiền mà em chơi bất động sản thì chúng ta lại bán hàng cho chính khách hàng của em luôn. Hay quá, liên kết thì dữ ha. Dạ. Được, cặp này ổn nè, cặp này mau giàu lắm. Em thấy anh cũng được, chắc có thể là một người chồng tốt. Vậy được rồi. Có thể người chồng tốt mà của ai chưa biết nha. Quyền quyết định là do các bạn. Bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Bấm nút là các bạn đang đối diện với hàng triệu người đang xem. Bà con, bạn bè, người thân của bạn đang xem. Chấp nhận trao cái duyên cho một người đối diện. Không bấm, không sao cả. Rất nhiều người cũng sẽ chọn các bạn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn nữ bấm rất chậm, hình như tôi tưởng đâu là bạn nữ không bấm luôn đấy. Em bấm mà chắc cái nút nó không ăn à. Vậy à. Bạn trai bây giờ cảm giác như thế nào, mình nắm tay nhau một cái để truyền cảm xúc cho nhau đã. Được. Không được cũng phải được. Không, nắm tay chứ không phải bắt tay. Ở đây đâu có ký kết hợp đồng gì đâu mà bắt tay. Trời ơi, tình yêu mà giống như bán đất vậy. Nắm tay chặt vào đấy. Nào, hãy hôn một cái để kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Mời bạn. Trời ơi, không làm gì gồng mình dữ vậy. Thấy sao bạn? Rất là mềm mại và không mà mềm mại. Cái má mình nó rất là mềm mại. Cũng đẹp lắm rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể thời gian lãng mạn tìm hiểu hơn. Và món quà của thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng, các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Chúc các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng là một bộ ráp và gối cao cấp Lotus được nhập khẩu từ Thái Lan, gửi tặng hai bạn. Dù gì lạ quá ta. Sao anh có mùi cơ thể? Giờ tôi cũng phát hiện rồi. Đó là niềm vui đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Man, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào tất cả hai bạn. Bây giờ chúng ta giới thiệu về nhau nhé. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Phan Thị Mỹ Huyền, em 24 tuổi. Em đang là thư ký văn phòng ở công ty ở quận 10 chị. À, rồi quê mình ở đâu em? Em ở Long An chị. Quê Long An, mình lên đây lâu chưa? Dạ không, em sáng đi làm, chiều em về Long An. Hả? Ồ, làm việc ở quận 10 rồi mỗi ngày đều chạy về Long An. Dạ, tại nhà em cũng ở gần giáp ranh thành phố huyện Cần Giuộc chị, nên cũng không xa lắm. Rồi, còn bạn? Em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Quang. Ngọc Quang. Dạ, em sống và làm việc ở Sài Gòn, ở quận 10. Em là kỹ sư trưởng của công ty Sài Gòn Technology Solution. Công ty gì? Gì sành sành? Sài Gòn Technology Solutions. Sài Gòn Solution. Dạ. 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 Bao nhiêu tuổi bạn ơi? Em 29 tuổi. Em đã có 3 mối tình rồi. Nhưng mà 3 mối tình đó thì là tình đơn phương. Công ty của em thì chủ yếu là nam. Đó, lý lịch tình yêu bên đây như thế. Bên kia thế nào? Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em trải qua một mối tình kéo dài 4 năm. Anh chia tay khoảng 3 năm mấy, 4 năm rồi chị. 4 năm cũng dài, sao lại chia tay vậy em? Tại anh
đã quen hai người đó chị, nên chia tay và quên hẳn rồi chị. Quên hẳn phải không? Quên hẳn mà sao nhắc tới thấy còn buồn buồn vậy? Tính của em dễ xúc động lắm cho nên nói chút xíu là khóc à. Vậy hả? Vậy ưu điểm của bản thân em với khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm người khác, chịu khó. Còn nhược điểm của em là mọi người nhận xét em ít nói. Em hay sống nội tâm, hay suy nghĩ lắm chị. Một chuyện mà em có thể suy nghĩ từ sáng đến chiều. Trời, cô này có vẻ là mộng mơ suy tư lắm đây nè. Định chừng nào mới kết hôn? Dạ, chắc cũng khoảng 1 năm, 2 năm nữa chị, qua tuổi 26 chị. Có kỵ tuổi nào không? Dạ không, nếu hợp thì cưới thôi chứ em không có quan niệm tuổi tác lắm. Rồi, bên đây có ưu điểm gì, khuyết điểm gì kể cho bạn nữ nghe luôn đi. Dạ, ưu điểm của em là em có khiếu hài hước. Em hay hát. Xí, hay hát, hát có hay không? Hát một bản đi. Dạ, hay hát nhưng mà đâu hát hay chị. Kệ, hát nhưng... vui là được rồi. Em hay nghe nghe hát bài Đời Tôi Cô Đơn lắm. Được. Vì... rồi, cũng được luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làn, mặc dù rằng tôi chán lối chi. Ờ, được rồi. Được rồi, hiểu rồi. À, bạn gái mình bây giờ mình có đặt ra một chuẩn mẫu người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào không? Dạ, về ngoại hình thì em muốn người đó cao hơn em, biết cách ăn mặc sạch sẽ, không có mùi hôi cơ thể, không đẹp, không còn đẹp trai lắm nhưng mà phải dễ nhìn và có duyên. Còn về tính cách thì em thích người đó giống tính của ba em, tính tình phóng khoáng hay giúp đỡ người khác nên em muốn bạn trai em cũng giống như vậy. Có điều nào em tối kỵ với người đàn ông không? Em không thích không? Keo kiệt và lừa dối. Rồi bên nhà trai thấy sao? Keo kiệt không có rồi đó. Lừa dối? Dạ không. Không luôn. Rồi, mình có tật xấu gì? Em hay quên nhiều cái ưu điểm của mình. Bạn ưu điểm nhiều lắm đúng không? Mình quên mình không nói ai nghe chứ đúng không? Giờ mình lấy giấy mình ghi ra, dễ thôi. Còn tật gì nữa? Em hay nóng tính à. Không thích phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ thì tóc ngắn, cao trên 1m6, da trắng một chút. Da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mun ha. Da đen như gỗ mun, tóc trắng như bạch tuyết được không? Trời trời. Nó cũng đủ hai vế mà nó hơi ngược chút thôi. Dạ cũng được ạ. Dễ chịu vậy luôn á hả? Chắc... sao bước qua đây có cái mùi kỳ kỳ vậy ta? Mùi cơ thể không phải mùi tụi em đâu chị. Em lấy giờ đủ thừa hả? Chối bỏ trách nhiệm đủ thừa qua đây. Em quên cả là em cũng hay có tính đổi thừa lắm á. Vậy luôn á hả? Dạ. Đã có kế hoạch gì để tiến tới hôn nhân chưa? Và quyết định tới hôn nhân là quyết định lớn, không nên quyết định hai lần trong cuộc đời, cho nên mình phải có thời gian để mà tìm hiểu kỹ về nhau và có thời gian thích ứng với nhau. À, nếu lấy nhau về thì hai chồng mình ở đâu? Thì em đang ở nhà riêng thì về nhà em ở thôi. À, có ba mẹ không? Còn ba thì cũng gần nhà em. Ủa, nhà em mới mua hả? Dạ, mua cái tay 2 năm rồi. Rồi, cảm ơn, vậy là yên tâm rồi. Được rồi. Nghe hết rồi em ha? Ổn. Trời ơi, quá chuẩn luôn em. Chào em. Dù gì lạ quá ta. Sợ anh có mùi cơ thể. Giờ tôi mới phát hiện rồi. Hèn chi. Cái mùi này nó cũng lâu lắm phải không giặt trời ơi. Chứ không nên nổi anh có mùi cơ thể đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi, chào em. Bên đàn trai dễ thương lắm. Có yêu cầu gì không? Em không giỏi làm việc nhà cho lắm. Nhưng mà em thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà em không có làm. Vậy là giao rảnh đúng không? Thì vợ chồng chia nhau làm anh. Em biết làm nhưng mà tại em không có làm thường xuyên. Nhà mà em làm hết trơn. Bây giờ phải tập làm. Dạ, cái đó chắc tập được anh. Nấu cơm, nấu nước. Dạ, cái đó em biết. Rồi, giặt giũ quần áo. Bỏ vô máy giặt anh. Cúp điện thì đợi ngày mai có điện giặt, còn không nếu gấp quá thì giặt tay liền. Giặt được luôn đúng không? Dạ được. Không phải nói gì đâu, đàn trai người ta yên tâm chứ. Đàn trai có hút thuốc không anh? Có gia trưởng không? Không hút thuốc, uống bia. Quá chuẩn mực luôn. Có gia trưởng không? Em giống ba em, có nghĩa là em không có gia trưởng rồi. Được chưa? Bên đây cũng dễ thương lắm à. Anh thấy hợp lý đó. Được á. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có chị, đi với em con của cậu em. Chào MC, chào khán giả. Hai ơi, em thấy anh bên đây được á. Em thấy em ưng ở chỗ là ảnh vui vẻ. Được cái là ảnh có vẻ là hợp với hai vì hai trầm tính. Mà em thấy ảnh nói những điều cần nói á hai. Ưng cái bụng rồi đó. Cảm ơn em ông cậu.
Thôi, bạn có đi với ngắn ai ngắn gọn quá đầy dạ, đủ. Dạ em đi với ba với lại em gái. Rồi chào chú. Tôi tên Khải, bố của Ngọc Quang. Rồi giờ chú thấy tình hình con dâu tương lai vẫn ổn không? Em thấy là con gái ở đây là dễ thương, nói chuyện cũng điềm tĩnh, cũng có tính cách, tính khí cũng tốt. Chú ủng hộ không? Ủng hộ. Con dâu là bác là không có yêu cầu kỳ, có cái là hiếu nghĩa với gia đình hai bên là được rồi. Rồi bạn của Quang. Con gái. Con gái của em ruột em đó, là hả? Em ruột của anh Quang. Em ruột đẹp quá ta. Dạ. Sao hai mặt dạ, cảm ơn Quyền Linh. Hai gương mặt có vẻ hơi giống nhau nhỉ? Dạ, nãy chị ra là em cũng thấy chị có vẻ giống em. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà ta nói đánh giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Dạ, em dễ tính lắm. Cửa nó quan trọng lắm dạ. Đó. Rồi nói vài câu cho chị dâu tương lai yên tâm đi chứ. Chị có thích mèo không? Cũng thích thôi nhưng mà không thích lắm, tại nhà chị không có nuôi. Này. Vì hai anh em có nuôi mèo. Dạ, để chị về chị tập từ từ cái sở thích đó. Hai người về ở chung với nhau mà hai người đều ít nói thì chị có buồn không? Thì nói chuyện với em cũng được, tại em nói nhiều lắm. Quen thân rồi chị nói nhiều lắm mà hơi điên chút xíu. Anh hai chị này dễ thương lắm á. Rồi, bây giờ để cho hai bạn gặp mặt để cảm nhận về nhau. Kéo màn. Trời ơi, giờ phải đeo kiến vô mới thấy hả? À, con bự quá. Quên rồi. Dạ, cảm ơn anh. Vậy là biết chú rể thích động vật lắm rồi. Nhà em ở Long An thì anh đây có khó khăn không? Khó cái là nó kẹt xe em, mỗi sáng nào cũng kẹt hết trơn. Bố ở nhà anh quận 10 luôn. Anh ở quận 10 luôn rồi. Đường Điện Biên Phủ em. Điện Phủ hả? Dạ, cũng gần chỗ em làm. Em, anh nghĩ em là cô gái tốt bụng. Nếu sau này có ai lấy em về làm vợ rồi thì em sẽ là một người vợ tốt. Dạ em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi một câu, anh quá khứ và hiện tại có ảnh hưởng gì tới anh không? Cái chuyện quá khứ đối với anh thì không quan trọng, quan trọng là hiện tại mình như thế nào để mà có một tương lai tốt đẹp hơn. Chứ nếu mà mình cứ xăm soi quá khứ quá thì không ai tốt đẹp, không ai trên đời tốt đẹp hết. Tính tình em hơi ngang và cố chấp á, nếu mà ví dụ có quen nhau mà mỗi lần giận hay gì á, anh sẽ như thế nào? Em hơi ngang hả? Vậy anh bò. Suy nghĩ của mình đang suy nghĩ về nhau như thế nào? Dạ, em thấy ảnh cũng hiền, chín chắn. Em thích đi xem phim lắm anh. Nhất là đi xem phim một mình á. Hay vậy. Chưa quen ai thì đi một mình sao, còn lúc có người yêu rồi thì đi người yêu. À, có nghĩa là anh cũng thích đi xem phim và cũng thích đi ăn. Thì anh nghĩ là mình sẽ đi ăn chỗ nào cao cao ở trên Vitexco chẳng hạn. Sau đó đi xem phim. Em chưa có bao giờ lên đó, em chỉ lên tới rạp chiếu phim nè. Nếu có cơ hội thì cũng tốt. Anh thích ăn món gì anh? Anh thích ăn hải sản. Em cũng vậy. Một cuộc nói chuyện rất là dễ thương. Chúng ta sẽ quyết định để tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Quyết định bằng trái tim của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Mời hai bạn. Rồi, cảm ơn em. Một cái kết bất ngờ vô cùng, chàng trai không bấm. Bạn có thể cho biết lý do? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em thì cũng chỉ là về bề ngoài thôi. Thì em chưa đủ thuyết phục em để mà mình có thêm một cái cuộc hẹn nữa. Nhưng mà bạn gái rất là tốt thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi và muốn quen bạn gái. Nếu chúng ta cảm giác không hợp chúng ta để nút bấm đó cho hàng triệu chàng trai đang xem chương trình bấm chọn cô gái ấy. Bạn gái suy nghĩ điều gì? Dạ, em cũng không suy nghĩ gì hết, chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Đúng đó rồi. Là lý lẽ của con tim mình cũng không thể diễn giải chi tiết được.
vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình một ngày sớm nhất. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao, chỉ số cảm xúc của em á nó cao, thì em hay giúp người. Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao, em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa ấy, thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, cách có cái bờ rào thôi. Chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu. Dạ em là Nguyễn Tiến Tùng. Em hiện giờ em năm 28 tuổi, quê em tại Quảng Ngãi. Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm. Em đang làm tại công ty xây dựng. Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Xin chào nhà trai bên kia ạ. Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1, mà ngành gì vậy cưng? Dạ em làm bên xuất nhập khẩu ạ, xuất khẩu cà phê ạ. À xuất khẩu cà phê, dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ quê em ở Hà Tĩnh. Về Hà Tĩnh, bây giờ là em ở và làm việc ở trong Sài Gòn luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi, Tùng có ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á là cái chỉ số IQ của em nó cao, chỉ số cảm xúc của em á nó cao, thì em hay giúp người. Rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc, nhiều thứ khác nhau, điện, nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay nọ, em làm được tất cả. Rồi, giờ là tốt rồi. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được, có hơi chữ thề nhưng mà nó nhỏ thôi ạ. Vậy hả? Không ai nghe. Và cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. Như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Thì đều là yêu xa hết. Tức là yêu ở ngoài quê, ở Hà Tĩnh. Mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi, chưa được 6 tháng trong lúc mà em đang học đại học. Mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm ạ. 4 năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá. Yêu xa quá hả? Dạ. Vậy đó hả? Rồi cái tình yêu mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, 2 năm ở không rồi đó, phải không? Dạ 2 năm mở cửa nhưng mà không ai vào. Rồi còn bạn ơi, bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với. Em có mấy mối tình rồi Tùng? Em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi, 28 tuổi. Dạ. Có lẽ do em nói là em là cái chỉ số IQ á là rất là nhiều cao. Em nhiều cảm xúc, tại sao chưa có mối tình nào? Dạ thì do chỉ số cảm xúc IQ mà thêm cái nhát ghế của em nữa ấy, thì coi như là em không dám nói ra. Ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi, mình cũng không dám nói. Từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được, nhưng mà em muốn làm fan mà em không dám nói, cho nên là thôi luôn. Kỳ ta. Cái chỉ số IQ á là cảm xúc, chỉ số đó cũng rất là quan trọng. Người ta gặp mặt nhau, người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ, nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau. Nhưng tại sao em lại cái chỉ số IQ của em là bao nhiêu? Dạ 172. 172 hả? Ừ cao rồi nha. Vậy là dễ khóc lắm nè. Cảm xúc đúng không? Dạ vâng. Chỉ số IQ của anh cũng gần bằng em á, đôi khi nó hay. Nhưng mà được cái là do giải cho nên cũng tập được cái kiểm soát cảm xúc của em. Chào em. Dạ. Ồ như vậy là chưa có yêu ai luôn á hả? Dạ vâng. Nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu. Tiền nhưng không hiểu nổi cái này, không bỏ qua luôn. Thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn. Ủa tôi thấy em buồn quá ha, em thấy có vẻ cái kiểu của em cứ kiểu u buồn á, em có cảm thấy mình buồn không? Dạ em ở vừa đi làm một mình cái em quen cái kiểu này quá rồi, cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều. Vậy á? Ban ngày đi làm thì bình thường, chỉ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi. Em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không? Thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp, công việc ổn định, nhưng em thì bình thường là bạn nữ ngoại hình hay là gì đó không quan trọng. Quan trọng chỉ cần biết là công, dung, ngôn, hạnh. Cái cần 4 từ đó là đủ. Cái đó cũng khó lắm nha. Công, dung, ngôn, hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em.
Em có hình dung trong đầu em thích một nghệ sĩ nữ nào không? Dạ có. Ai? Dạ bên cạnh em nè, chị Hồng Vân. Trời ơi, em làm chị xúc động quá à. Em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ. Vậy á hả? Dạ vâng. Hồi xưa chị Vân đẹp lắm luôn á. Bây giờ chỉ có hơi bự bự chút thôi. Cái đó là bình thường rồi anh, không sao ấy. Chết rồi, người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao? Dạ, dạ thì tốt quá chị. Tốt quá đúng không? Dạ. Còn em thích cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được. Thích người con trai đầu tóc gọn gàng. Không có tóc luôn được không? Bạn đây gọn quá gọn rồi. Bên đây gọn thiệt là gọn. Gọn gọn luôn. Không có tóc luôn. Dạ, mới dạ gọn được. Mức không còn gọn được nữa luôn á. Dạ được, được. Tóc giống tóc Lê Tuấn Anh. Ông đó nha, không nói chuyện với ông. Tóc Lê Tuấn Anh chồng Hồng Vân cũng gọn vậy. Còn gọn hơn nữa. Chào em gái. Dạ chào anh. Dễ thương. Xinh xắn ghê không? Xắn má lúc đồng tiền nữa ha. Tươi, rất là tươi luôn. Sẽ giải mã được cái chữ số EQ nha. Dạ vâng. Bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai. Dạ. Là phong độ, phong trần. Đẹp trai là em thích rồi ạ. Biết rồi ha. Rồi chúc em tự giải mã ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không hòa đồng á, tức là hơi nhút nhát. Anh này nhút nhát thiệt đó. Thì để em giúp cho ảnh hòa đồng. Em dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi mời nhà gái. Xin chào, tôi tên là Đào. Xin chào bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì tôi xin đại diện nhà gái phát biểu đôi lời. Tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì chào bạn Tùng. Mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát. Có lẽ là bạn là người sống nội tâm. Thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với Thơ, đó là Thơ thích một người thích chia sẻ. Thì Tùng lại là nó là người, Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau. Thì Thơ là một người con gái vui vẻ, có năng lượng tích cực thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho Tùng. Bởi vì cuộc sống của Tùng bây giờ có lẽ là nó hơi buồn một chút. Thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2. Bạn thân hả? Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này. Thì em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ, thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi. Tùng thì như Tùng nói á, thì chỉ số IQ của Tùng nó hơi cao, thì Tùng khá là nóng tính. Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc IQ của mình á. Một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quen ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi e ngại về vẻ ngoài á. Nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn, sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết. Còn về bạn gái bên này á thì bạn gái rất là xinh luôn, thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng đưa ra luôn. Đến với ngày hôm nay thì hai người đã có duyên rồi thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn. Cảm ơn thằng trai thằng gái, hai bạn cũng đã nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi. Mình cảm nhận đi, mở rào ra, mình nói chuyện, nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi tù. Chào bạn. Tặng hoa, tặng hoa. Lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó. Lần đầu gặp mặt xin tặng một bó hoa. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Rồi đây em tặng luôn. Anh có thích uống cà phê không ạ? Mình thì bình thường. Dạ, để em gửi tặng ít anh cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê. Say em là được rồi. Say em là được rồi. Ở trong này em có 3 ký tờ giấy, em có ghi một số câu về tình yêu, anh có thể mở ra đọc cũng được ạ. Ok. Dạ. Đọc lớn lên nghe. Cà phê thơm quá. Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu.
Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha. Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đắng, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi. Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn, nói chuyện rất là dễ nghe. Còn anh thì em thấy là một người to cao, đẹp trai. Em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai, hay là ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ? À không, mình cũng có cảm nắng ai đó, nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói, thứ hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay, cho nên là mình cũng không có gì để mà lo cho người ta tin tưởng hết. Thôi mình dừng lại. Dạ. Còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi. Lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ? Anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà, không có đi đâu hết. Địa điểm thì anh thua, nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ chở em đi đó, bất cứ đâu. Dạ. Vậy là em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không? Em ở đâu anh phi châu tới đón. Do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt. Dạ. Rồi ăn đi dạo chơi lạc vạc này nọ đó. Nhưng mà do không có ai ấy, cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ. Nhưng mà nếu có bạn bè hay là ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè, em có cảm nhận điều gì? Cái chỉ số IQ của em á, nó có cảm xúc gì không? Dạ em quán gà là em không nhớ. Quán gà luôn hả? Em định chừng nào lập gia đình, em có thể hỏi cô gái đi. Dạ, em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng. Kỹ càng khoảng bao lâu? Nếu nhanh thì cũng phải nửa năm. Ừ. Thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với những bạn gái. Ừ. Và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn. Ừ. Ở công ty của em thì chỉ có mỗi mình em là còn đang độc thân thôi. Độc thân. Ừ. Còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi. Ừ. Vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả? Em không thấy buồn hả? Dạ có, em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà người ta chỉ xong không vô bè với em. Cả công ty chỉ luôn rồi đó hả? Dạ. Trời, gì để anh chỉ cho. À, sáng là anh uống ly cà phê đi, rồi cái anh chỉ đi, đi gặp người đẹp thế nào ha? Cần làm gì nhớ nha. Nhà anh ở quận 7 á, đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước. Dạ vâng. Uống ly cà phê thôi. Dạ. Rồi anh sẽ tư vấn cho em. Bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim. Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi, em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ. Hát hay lắm nè, hát bài đi. Dạ. Để tặng cho bạn. Đứng lên coi có hợp lý không? Tặng cho bạn. Đứng lên kế bên nhau coi nào. Đó, hay, bạn gái cũng cao mà. Đó. Ừ. Trời ơi, bạn gái cao sắp tưởng tượng của em. Giống như thần đèn vậy ông ơi. Em xin hát tặng hai MC khán giả và tặng anh bài hát, một đoạn trong bài hát Cơn Gió Lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên canh gác, lặng yên vừng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến yêu của anh. Xin hết. Rồi em nói cái gì đi. Anh hy vọng là người lý tưởng đối với em. Rồi, được rồi đó, trở về ghế đi các bạn. Tình yêu không cần gì màu mè cả, chúng ta cần sự rung động của con tim, cần sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi. Hãy để tay vào nút bấm. Có cần đếm không anh? Thích thì cứ bấm, không cần phải đếm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Không cần gì mình hết, không cần luôn cả. Nào, nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng thôi nắm tay đây đi. Tình yêu mà có bắt tay nữa. Thôi để em xem cho anh. Đúng rồi. Không có một cái cảm nhận là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này. Thì chắc chắn rồi còn gì nữa. Chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Không được không? Dạ. Phải không? Phải không? Nào, trấn tĩnh lại nào. Biết không? Trời ơi, hung hơn ta nữa đó. Hung hơn mấy cặp khác luôn á. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Bây giờ là
làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nói chung mình ghen đúng thì mình ghen, còn cái gì không nên ghen thì em không, sẽ không có ghen. Theo em nghĩ là cỡ 1m88. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông dạ. Ơi, xin mời gia đình bên đàn gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Ngọc Mai. Mình hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk. Em làm telesale bên mảng về dịch vụ tuyển dụng. Hiện tại em làm ở quận 1. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và bạn nữ bên kia. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, 25 tuổi. Sao hồi hộp vậy? Dạ. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên bán cà phê em. Cái gì đâu mà hồi hộp, nhân viên người ta phải thoải mái lên, tự tin chứ, đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, cái cà phê á, em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ, là gia đình em có quán cà phê? Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán, mình nó thu luôn đó. Dạ. Dễ thương á. Mai, em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em chắc là em làm telesale nên chắc là em hay nói nhiều, với lại có thể là nói nhanh một xíu. Em có cái tật xấu nào không? Có ghen dữ lắm không? Em thì em có ghen, nhưng mà ghen có, nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Còn cái gì không nên ghen thì em không, sẽ không có ghen. Ghen vô cớ. Có nóng tính không? Bình thường thì em cũng ít nóng tính đó. Chỉ khi mà em xúc động quá thôi. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, lại gặp ai cũng nói được hết. Khuyết điểm là em ít tài lẻ lắm. Khuyết điểm đó tài lẻ. Khuyết điểm là em ít tài lẻ. Thì em có mấy mối tình rồi Long? Dạ, 3 mối tình anh. 3 mối tình luôn hả? Nhưng mà tài như Đông Phương. Ui, Đông Phương không? Dạ. Em có nói với người ta không? Dạ có chứ. Em nói sao? Trong tin nhắn á, nhắn là em rất là yêu bạn đó. Bạn đó cũng vẫn nhắn lại bình thường thôi, nhưng mà bạn không có vô vấn đề là tình yêu anh. À, tức là tỏ tình mà không được. Dạ, đúng anh. Nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ. Dạ có. Có rồi, có hôn ngượng gái nào chưa? Chưa luôn đó. Thấy chưa, thấy bên đây trời ta còn tinh nguyên không? Còn mình thì sao? Mai, em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi. Là một mối tình duy nhất, quen được bao nhiêu lâu? Một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị. Lý do chia tay? Do là khoảng cách địa lý, với lại bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị. Bây giờ thì có điều kiện rồi đó, hai bạn ở chung một thành phố luôn. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Long? Dạ, nửa yêu thương là cần cao 1m55 trở lên. Rồi không có mà đu đòi quá, mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em gặp em thích là em... Gặp thích là thích thôi, dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Còn em? Em người mẫu lý tưởng của em thì cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 hoặc là 1m7 trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, rất là bình thường thôi là được rồi chị. Thì em dạ, không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Về tính cách thì em không thích bạn trai ba phải, đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị. Không thích con trai ba phải. Dạ. Không thích trai hút thuốc lá luôn. Dạ. Bên này không có hút, để bán cà phê, uống cà phê thôi. Dạ. Uống cà phê được không? Dạ được, nhà em ở Đắk Lắk nữa. Nhưng mà cà phê thì em cũng đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo tỉnh táo thôi. Dạ. Em ơi, nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể đang tiến tới được? Dạ, nếu mà phù hợp đó thì khoảng tầm 1-2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào nãy giờ nghe giọng nói? Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba dạ, mối tình đều là đơn phương hết luôn đó. Bà mối qua coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ, em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? Dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn?
Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông ơi. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? À, em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Dạ, hôm nay em đi với bạn. À. Bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền. Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ. Nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi xin cảm ơn em. Em đi với ai? Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả ở đây. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Bọn em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Hiện tại bên em là phố núi, đây là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị Bếp Anh nhận xét về bạn Nam, hiện tại là bạn khá là hiền. Thì nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Quà tặng em xin cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là khăn choàng cổ em tự đan á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh. Rồi, ok. À, anh nãy giờ thì chia sẻ thì em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á. Thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Hình mẫu của anh là không có đua đòi, với lại biết làm công việc nhà tí thôi. Nói chung việc nhà thì em cũng biết làm. Nói chung là khi ví dụ chúng ta tiến tới được với nhau á, thì ví dụ như là em làm việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về đua đòi thì anh yên tâm, em không phải là người phụ nữ đua đòi anh. Em thì em thích một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nói chung là biết đối nội đối ngoại. Nhưng mà em vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi cũng muốn anh là người chính trực. Anh có lập trường vững. Đúng rồi. Với lại có ý chí. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí mới biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Rồi mình hẹn hò sao đó Long? Nói cho bạn gái biết đi, tuần mình gặp nhau thế nào đó. Ví dụ như em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh, rồi anh anh lúc nào cũng thời gian anh cũng rảnh. À, dạ. Nhưng mà em biết không, nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa. Đâu dạ. Phải là bạn gái rảnh thì là, hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu. Em phải có cái mong muốn là em muốn gặp bạn gái, thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời gian cho em được hay không đó. Dạ. Thì một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày? Một tuần thì hiện tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Em làm từ 8 giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối. Thì còn vậy, sau giờ gian đó thì em rảnh. Sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau, còn hoặc thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu ha? Dạ tương lai chắc ở nhà em, nhà anh á. Được đó, đó phải vậy em... mới được, ở nhà anh đó, thì em thì vậy. Lấy chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó. Dạ. Nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích trai hay gái, với anh thích bao nhiêu đứa? Theo anh nghĩ á, con cũng như nhau, cũng như trai gái đồng cấp nhau hết. Đó. Quan trọng đó là con của mình, đúng không? Con của mình thì yêu thương thôi anh. Anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người mẫu lý tưởng của anh? Khoảng chắc 80%. Em mong là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu. Dạ, em thấy anh thì khá là hiền. Rồi bây giờ giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu tiến hành bấm nút nha. Em thì không có tài lẻ nhiều, thì thôi em cũng hay hát, thì hát cũng hay lắm, thì thôi em tặng mọi người một bài. Bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời.
em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Dạ xin hết ạ. Cảm giác rồi. Trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó. Bây giờ trở về ghế đi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn. Sau một cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè, chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi, cái cặp này bấm rất đồng điệu, bấm rất là nhịp nhàng luôn. Rồi, bắt tay nhau đi Long. Ngày mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ thì Long có thể nhìn về màn hình, có thể là gia đình của Mai đang xem. Và mình xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha. Dạ, xin phép cô chú với con với lại Mai hẹn hò với nhau. Con sẽ chăm lo cho Mai với lại cho Mai được hạnh phúc. Sau này để anh mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi. Rồi lo cho em các kiểu. Đúng rồi. Rồi hung coi nào. Chúc mừng các bạn. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.